Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng là chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu của mình đã đặt ra. Lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của những gia chủ tuổi Ngọ. Vậy trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, các gia chủ tuổi Ngọ sẽ gặp những chuyện gì tốt và cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Ngọ trong tháng, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Ngọ. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 4, tức ngày 16 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là sắc tí, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 và Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 4, tức ngày 28 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 4, tức ngày 9 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 và Giáp Ngọ sinh năm 1954. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 4, tức ngày 23 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 4, tức ngày 4 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành được thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Ngọ trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi tuổi Ngọ tháng tư âm lịch cho thấy sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi thì ít mà bấp bênh thì nhiều. Thời điểm này, tốt nhất là bản mệnh nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái. Công việc của tuổi Ngọ không được như ý do luôn bị tiểu nhân đeo bám, kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở để xin bạn. Người trẻ tuổi có thể cảm thấy hoang mang, bối rối khi nghĩ về con đường tương lai quá dài trước mắt. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Bạn cần bình tĩnh lại, dành thời gian để suy nghĩ và đánh giá về chính bản thân mình, xem khả năng của mình nằm ở lĩnh vực nào, sau đó mới lập ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Ngọ trong tháng tư này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh và giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Ngọ hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do công việc không được tốt nên tình hình tài chính của những người tuổi Ngọ có dấu hiệu đi xuống trong thời điểm tháng tư này. Bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán, nên dù cơ hội luôn có đó nhưng bản mệnh lại không nắm bắt được, để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế, đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu, còn mình thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Bước sang tháng tư âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Ngọ nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ ba, về mặt tình duyên và gia đạo. Theo tử vi tháng tư âm lịch, tuổi Ngọ cho thấy rằng chuyện tình duyên của bản mệnh có những chuyển biến tích cực. Bản mệnh có thể mở lòng mình để sẵn sàng đón nhận những điều hạnh phúc mà cuộc sống đang mang lại. Đặc biệt, bạn có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng trong các buổi xã giao, tiệc tùng với khách hàng, đối tác hoặc trong các buổi tụ tập, bạn bè gặp gỡ. Để mọi chuyện được hanh thông và tốt đẹp, những người tuổi Ngọ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ duy trì chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ trong gia đình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng tư âm lịch cho thấy phương diện sức khỏe của người tuổi Ngọ không có gì phải quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bản mệnh quá nhiều. Người tuổi Ngọ nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai. Ngoài ra, bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu bản mệnh không chú ý thì sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng này. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận
Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Sa Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Sa Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi ngọ trong tháng 4 âm lịch để quý bạn có cái nhìn rõ và chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là Bình Ngọ, sinh năm 1966. Vận thế của những người sinh năm Bình Ngọ trong tháng 4 âm lịch lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ, do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Bước sang tháng 4 âm lịch, tình hình sức khỏe của bản mệnh cũng không được như ý. Bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên bản mệnh thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu bản mệnh không chú ý, có thể sẽ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi Bính Ngọ cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện với sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chút an toàn về giao thông. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt, được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai là tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng 4 âm lịch không phải là một tháng quá thuận lợi đối với những người sinh năm Mậu Ngọ, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra những thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập, khiến bạn không thể tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng không mấy khả quan trong tháng này. Bản mệnh khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị được bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt, cho nên bản mệnh hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao khả năng giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Không nên nóng vội nhất thời, mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp. Bởi vào khoảng giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Bước vào tháng 4 âm lịch, vận thế của người tuổi Canh Ngọ khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ hoành hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác, mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý vào vấn đề này. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản mệnh. Kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Nhâm Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Nhâm Ngọ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Ngoài ra, bước sang tháng 4 âm lịch, tuổi Nhâm Ngọ không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên.
bản mệnh vốn là người có tâm địa hiền lương hay giúp đỡ mọi người xung quanh, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, nên được mọi người quý mến. Để thành công và may mắn hơn trên con đường học tập, công danh, sự nghiệp, các gia chủ nhâm ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ tới quý vị về vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Canh Ngọ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.